Theo thông cáo đặc biệt về lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thời gian quốc tang trong 2 ngày, 25 và 26 tháng 7. Tuy nhiên, một số cơ quan, đơn vị tại tỉnh Hưng Yên đã treo cờ rủ sớm để tỏ lòng thành kính, tiếc thương đồng chí Tổng Bí thư. Tại các cơ quan như tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, trung tâm hội nghị tỉnh, đài phát thanh và truyền hình Hưng Yên, một số các sở ngành như Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính đều đã treo cờ rủ để tỏ lòng thành kính tiếc thương đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Một số địa điểm công cộng tập trung đông người như quảng trường Nguyễn Văn Linh, chùa Táo, lá cờ Tổ quốc được hạ thấp chiều cao, buộc gọn lại bằng một dải băng tang đen. Tất cả các cơ quan, đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cũng đã dừng tất cả các hoạt động vui chơi giải trí công cộng. Đây là việc làm thể hiện sự kính trọng, lòng tiếc thương đối với những cống hiến, đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với đất nước.